Vậy biết được pháp khổ pháp vui, tức là biết được mùi vị của đau khổ và của an vui. Rồi mỗi ngày đều sai thị giả đến vấn an Đức Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát ở khắp mười phương quốc độ, đều không đi một mình, mỗi Bồ Tát thường dẫn theo một, hai, ba hoặc bốn thị giả, có vị lại thích dắt theo nhiều thị giả, có khi đông tới mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn thị giả. Lúc bấy giờ, mỗi vị Bồ Tát đều phái người thị giả theo hầu bên cạnh mình, đến hỏi thăm Đức Phật. Hỏi thăm như thế nào? Họ đồng đến trước mặt Phật và thưa hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay Ngài có được ít bệnh, ít phiền não chăng? Ngài có được an vui chăng? Chúng sanh có dễ độ chăng? Các thị giả đều hỏi han Đức Thế Tôn như vậy. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm ngàn muôn ức vầng mây sáng rỡ lớn. Khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỉm cười, không phải cười lớn mà là cười chúng chím, và phóng ra hàng trăm ngàn vạn ức đám mây sáng to lớn. Kinh văn: Như là vầng mây sáng đại bi viên mãn, vầng mây sáng đại từ bi, vầng mây sáng đại trí huệ, vầng mây sáng đại bát nhã, vầng mây sáng đại tam muội, vầng mây sáng đại kiết tường, vầng mây sáng đại phước đức, vầng mây sáng đại công đức, vầng mây sáng đại quy y, vầng mây sáng đại tán thán. Đức Phật phóng ra không thể nói hết vầng mây sáng rỡ như thế. Liệt giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm ngàn vạn ức vầng mây sáng to lớn. Trăm ngàn vạn ức vầng mây này bao gồm rất nhiều chủng loại, song ở đây chỉ nêu ra 10 loại tiêu biểu cho thập thừa quán pháp và thập pháp giới mà thôi. Vậy lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra các vầng mây sáng như là: một, vầng mây sáng đại viên mãn. Loại mây sáng này biểu thị Phật đạo chiếu soi khắp cả pháp giới. Viên mãn tức là tròn đầy trọn vẹn, các mọi nơi không một nơi nào dù nhỏ như hạt bụi mà không được áng mây quang minh này rọi ánh sáng tới. Tận hư không khắp pháp giới nơi nơi đều được bao phủ bởi đám mây sáng này. Vậy vầng mây sáng đại viên mãn tiêu biểu cho Phật đạo viên mãn. Hai, vầng mây sáng đại từ bi, đây là tiêu biểu cho Bồ Tát đạo, lòng từ có thể ban vui, tâm bi có thể diệt khổ. Con đường mà các vị Bồ Tát đeo đuổi chính là ban phát niềm vui cho chúng sanh và giúp chúng sanh dứt trừ mọi khổ não. Chúng sanh thích niềm vui gì thì chư Bồ Tát ban cho niềm vui đó, thích ngọt cho ngọt, muốn chua cho chua. Thuở xưa, Bồ Tát Phổ Hiền đã từng giữ nhiệm vụ hành đường trong chùa. Hành đường là thế nào? Đó là lo việc lấy thêm thức ăn, lấy thêm cơm hoặc thức ăn cho người xuất gia. Trong lúc họ thọ trai, thông thường khi người xuất gia thọ trai có một người túc trực bên cạnh để giúp họ bới cơm vào thức ăn vào bát, ăn hết thì đưa bát cho người ấy để lấy thêm.